Ê, bố bi dao à Nam? Cái này đá pha được này. Thi công từ lúc mấy giờ đấy? 4 giờ ạ. 4 giờ ạ? Thi công từ lúc mấy giờ? 4 giờ. Thế mà giờ đã xong rồi ạ? Cái này à, của Toyota thì lắp cái xong ngay. Còn 3 rưỡi thì tính ra là khoảng 2 tiếng đúng không? Không đến 2 tiếng. Đây là ánh sáng của laser, à của pilet đúng không? Đây đó. Đá pha được. À thì là rất phải chăng. Đấy. Đá pha này. Rồi. Chưa đến 2 tiếng đã thi công xong. Cam Việt Nam sẵn sàng ghi hình.